ứng dụng công nghệ thông tin giúp tiết kiệm 30% thời gian họp trung bình của các phiên họp chính phủ. Việc đổi mới phương thức làm việc của chính phủ sang môi trường mạng sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính phủ, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch. Ước tính, e-cabinet sẽ làm giảm 30% thời gian họp trung bình so với các năm trước, đạt mục tiêu họp chính phủ không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp chính phủ, trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước. 100% các nội dung xin ý kiến thành viên chính phủ được xử lý trên môi trường mạng, bảo đảm kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Tất cả các văn bản sẽ được quản lý đồng bộ, đầy đủ, khoa học và an toàn trên môi trường điện tử, thuận tiện cho việc lưu trữ, tra cứu và sử dụng. E-cabinet là hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ hướng đến mục tiêu xây dựng một chính phủ không giấy tờ. Toàn bộ các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động họp và xử lý công việc của văn phòng chính phủ từ quy trình tạo, trình và phê duyệt phiếu lấy ý kiến các thành viên chính phủ, quy trình chuẩn bị, tổ chức diễn biến cuộc họp chính phủ, cho đến quy trình ra nghị quyết chính phủ đều được thực hiện trên hệ thống e-cabinet. Hệ thống được chính thức đưa vào sử dụng sau 03 tháng nghiên cứu các giải pháp từ nước ngoài, triển khai thử nghiệm và tập huấn tại văn phòng chính phủ. Đến tham dự lễ khai trương hệ thống, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ đầu tiên thông qua hệ thống e-cabinet với 27 thành viên trước toàn bộ quan khách có mặt tại hội trường, lấy ý kiến các thành viên trong phiên họp chính phủ qua iPad, bao gồm cả ý kiến trực tuyến từ thành viên vắng mặt. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho biết, hệ thống e-cabinet không đơn thuần chỉ phục vụ các phiên họp, mà còn giúp cho việc chuẩn bị các nội dung được kỹ lưỡng, chỉn chu hơn, triển khai các chỉ đạo được hiệu quả, chất lượng hơn. Những lợi ích hệ thống mang lại sẽ là nội dung quan trọng để xây dựng chính phủ điện tử, xu thế tất yếu của thế giới không ngoại trừ bất cứ quốc gia nào. Thủ tướng nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống và giao cho văn phòng chính phủ, ban cơ yếu chính phủ, Viettel và các đơn vị tiếp tục rà soát, nâng cấp hệ thống để phù hợp với đặc thù và tính chất công việc của văn phòng chính phủ. Cũng trong buổi lễ, đại diện Viettel, quyền chủ tịch tập đoàn Lê Đăng Dũng chia sẻ, toàn bộ hệ thống e-cabinet Viettel thiết kế và làm chủ. Do vậy, Viettel cam kết đồng hành với văn phòng chính phủ, ban cơ yếu chính phủ đảm bảo hệ thống vận hành nhanh, chính xác, an toàn và hiệu quả. Với nguồn lực về tài chính, về công nghệ, về mạng lưới và con người, Viettel sẽ tích cực tham gia cùng với văn phòng chính phủ, ban cơ yếu chính phủ thực hiện sứ mệnh kiến tạo một xã hội số, triển khai thành công một chính phủ điện tử tại Việt Nam. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.